Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV. Và tôi là Hoàng John. Bây giờ thì đang là 9 giờ sáng của ngày 23 tháng 7 năm 2021. Và cũng xin chia sẻ với các bác đôi điều về câu chuyện lùm xùm vừa rồi. Vừa rồi thì chúng ta thấy rất nhiều những câu chuyện, đúng không? Liên quan đến công tác cán bộ trong chống dịch, có cả quan cả dân. Nhưng mà có vẻ như là khi mà áp lực một tí thì mọi thứ nó được bộc lộ ra rất là rõ ràng. Chúng ta đã nhìn thấy một vị gọi rằng là phó chủ tịch phường đi thu bánh mì, rồi là đi phạt cửa hàng bánh mì, thu giữ xe và giấy tờ của một anh công nhân. Đó, và bảo rằng một cái lý do rằng là bánh mì không phải là lương thực. Thế rồi chúng ta cũng thấy trong clip sáng nay các bác có thể thấy rằng là mấy người gọi là mình chả biết dân phòng hay không, nhưng mà đang làm công tác chống dịch thì hành hung một anh shipper. Mà anh shipper này là chỉ có ôm đầu chịu trận mà thôi. Thế cho nên là chúng ta thấy rằng là cách hành xử đó như thế nào. Rồi chúng ta cũng thấy rằng là có những người giàu ở khu quận 7 đạp đổ cả cái bàn của bên chống dịch. Có nhiều ý kiến thì cho rằng là ai bảo là bên chỗ chống dịch để bàn ngay trước cửa ra vào nhà họ. Thế nhưng mà chúng ta không thể chấp nhận nổi cái hành vi mà dùng bạo lực như vậy. Và bây giờ công an cũng đang xử lý vào việc này rồi. Đó. Trên đại biểu, trên quốc hội á, thì đại biểu quốc hội Lê Thanh Vân cũng thẳng thắn chỉ ra rằng là công tác cán bộ có vấn đề. Công tác cán bộ có vấn đề. Và cái việc đề bạt hay cái việc luân chuyển hay thế nào đó thì cần phải có sự giám sát của quốc hội. Tôi hoàn toàn đồng ý với điều này. Bởi vì năm 2017 thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã có một cái bài viết, có những bài phát biểu rằng là muốn mà đề bạt rồi là bổ nhiệm cán bộ thì phải khách quan và công tâm, chứ không phải là như thế nào. Thì năm 2012 thì Tổng Bí thư cũng đã nói rất là rõ, đó là năm cái chữ ệ ở trong đó, bốn chữ ệ trong đó, quan hệ tiền tệ, hậu duệ, trí tuệ. Thì cái bài viết đó, cái bài nói đó tôi để lại ở đằng sau để các bác có thể thấm thía. Buổi sáng nay khi mở ra thì tôi rất là buồn. Một người bạn của tôi thì nói câu thế này, viết trên Facebook nói câu thế này. Một người bạn cấp 3, và bạn ấy nói rằng là dân phòng đi thu mấy khoản na của người bán hàng ngoài đường với cái giọng rất là hống hách, cái giọng rất là hách dịch. Thì nói rằng là xưng mày tao nọ kia rồi là thu mất mấy khoản na ở trên Lào Cai ấy. Đó. Và bạn ấy có nói rằng là mà có giỏi thì sao đi bắt mấy người bán na, mà có giỏi thì bắt mấy quan tham nhũng đi. Thật sự các bác là thế. Và giặc ở đâu đến như thế nào thì tôi xin chia sẻ với các bác một cái bài viết của bác Thắng Nguyễn để các bác có thể hiểu được phần nào về công tác như thế này. Đây là bác Thắng Nguyễn. Và bác ấy có một cái bài viết rất là hay. Đó, bài viết rất là hay. Vào đêm qua, chắc là bác thức khuya bác ấy viết cho nên rất là dài. Và bác ấy nói như thế này, thì tôi xin chia sẻ với các bác. Vì sao ngày càng nhiều hành xử thiếu chuẩn mực của cán bộ? Tại Hạ Long, Quảng Ninh, một phó chủ tịch phường nhân danh dẹp loạn lòng đường vỉa hè đã lớn tiếng mạt sát, phỉ báng một người bán rau với cái lời lẽ: mày có bị điên không, con điên này? Mặc cho người phụ nữ này liên tục khóc lóc, van xin lực lượng chức năng tha thứ khi biết mình vi phạm. Và tiếp sau đó là 5 người đàn ông lực lưỡng khóa tay, lôi kéo, khống chế người phụ nữ bán rau này, không khác gì cách hành xử của một tội phạm nguy hiểm. Tại huyện Hớn Quản, Bình Phước, một phó chủ tịch hội đồng nhân dân huyện không đeo khẩu trang, quát mắng chống đối lực lượng thi hành công vụ, không chấp nhận việc đo thân nhiệt tại chốt kiểm dịch COVID-19. Mùa dịch năm nay tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, vẫn một phó chủ tịch phường nhưng lần này lại gây bão lớn về cái độ ngu dốt với phát ngôn bánh mì không phải là thực phẩm thiết yếu, sau khi vênh váo dẫn quân đến xử phạt hoạt động và tạm giữ giấy phép kinh doanh của một lò bánh mì ở trên địa bàn. Những vụ việc vừa qua đã được tiếp thu và xử lý rất là nhanh chóng của chính quyền. Đây có lẽ là một tín hiệu tích cực, nhưng đâu đó vẫn để lại trong lòng của nhiều người nhiều câu hỏi nhức nhối. Vì sao những sự việc đau lòng kể trên lại xảy ra?
Điều gì đã hình thành nên thói hành xử hung hăng, ngang ngược, ỷ thế của một bộ phận cán bộ lãnh đạo với người dân trong suốt một thời gian dài như vậy? Có nhiều cách lý giải, nhưng theo tôi, tất cả những nguyên nhân thì đều có thể đúc kết thành một câu nói vừa nực cười nhưng cũng vừa chua chát. Thứ nhất, tiền tệ. Thứ nhì, quan hệ. Thứ ba, hậu duệ. Thứ tư mới trí tuệ. Đau xót thay, câu nói đùa ngoài cửa miệng ấy không biết từ bao giờ lại trở thành công thức chung cho một thứ luật bất thành văn, ăn sâu vào nếp suy nghĩ của nhiều lớp người. Một thứ luật lệ buộc bất kỳ ai cũng phải chấp nhận để có thể tìm ra cho mình một chỗ đứng. Ít nhất là cái từ ổn định trong xã hội nói chung và trong bộ máy công quyền nói riêng. Khi năng lực, tri thức, trí tuệ không chiến thắng nổi sức nặng của văn hóa, phong bì, sự quen biết của những mối quan hệ theo dạng con ông cháu cha, thì điều này sẽ đẩy lùi mọi chuẩn mực tốt đẹp của sự trung thực, liêm chính và những nỗ lực tinh tấn tự thân. Con người sẽ dần quên đi những phiên bản thật của chính mình, chấp nhận cúi đầu, thỏa hiệp với các giá trị giả dối, mang tính hệ thống từ trên xuống dưới, từ ngành này sang ngành kia, từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác, như là một lẽ tất yếu mà ai đi ngược thì sẽ cho là bị khuyết tật, cá biệt, lạc loài. Báo cáo chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, tức là PAPI, năm hay còn gọi là PAPI đấy, năm 2020 chỉ ra rằng cho đến nay vẫn còn 32% người được phỏng vấn cho rằng phải trả cái phí bôi trơn. Khi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 60% người được hỏi thì cho rằng quan hệ cá nhân là quan trọng hoặc là rất quan trọng trong tuyển dụng nhân lực vào khu vực nhà nước. Tôi cho rằng những hiện trạng đáng buồn trong khu vực công vừa qua được bắt nguồn ngay từ chính ngành giáo dục, một ngành gánh vác nhiệm vụ hình thành trí thức và nhân cách của con người, nhưng lại chứa đựng đầy dẫy cái sự thiếu trung thực từ thầy lẫn trò, từ cấp hoạch định cho đến cấp thực thi. Từ việc chấp nhận phục tùng quyền lực của cha mẹ khi ở nhà, của thầy cô khi ở trường, ngay từ những năm đầu đời đã trở thành một cái sự phục tùng quyền lực vô điều kiện, ôm chân phỉnh nịnh cấp trên bất chấp đúng sai, hình thành tâm lý né đi cho lành, thỏa hiệp với tiêu cực, tham nhũng, e ngại đấu tranh bảo vệ cho những điều đúng. Từ việc chấp nhận sự gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử ngay ở bậc tiểu học thời gian qua thì sẽ hình thành nên một thế hệ cán bộ công chức con vẹt đầy rốt nát, thiếu năng lực sáng tạo, thiếu khao khát đổi mới nhưng lại cực kỳ tài giỏi trong đạo văn, đạo tri thức, đạo trí tuệ của người khác, cũng như đầy máy móc khi thực thi pháp luật, triển khai các quy định, chính sách. Từ việc chấp nhận gian lận trong chạy trường, chạy điểm, qua thời gian thì sẽ tạo nên cái thói quen chạy chức, chạy quyền, khiến cho một bộ phận cán bộ, công chức dần bị lưu manh hóa. Tuy thiếu tầm nhìn trong việc tìm lời giải đáp cho các bài toán xã hội, nhưng lại có thừa sự danh mãnh, khôn khéo của một con buôn với nhiều thủ đoạn, lạm quyền, bòn rút ngân sách, ra sức trục lợi từ đồng tiền mồ hôi, xương máu của người dân để bù đắp lại cho những khoản vốn bỏ ra cho những công cuộc chạy trước đó, cũng như có nguồn lực để tiếp tục đầu tư cho quá trình chạy tiếp theo. Trong một xã hội mà chấp nhận những điều phi đạo đức như một lẽ bình thường, thì những con người thực sự có tầm, có tâm, mong muốn cống hiến, góp sức mình cho đất nước, sớm muộn rồi cũng sẽ bị quật ngã bởi cái quy trình tiền tệ, hậu duệ, quan hệ đầy nghiệt ngã này, để rồi cuối cùng họ phải thúc thủ như là bao sĩ phu thời trước, buộc phải nhường chỗ cho một đám quan tặc lươn lẹo, háo danh, khát quyền lực, nhưng lại hung hăng, thích thể hiện với người dân như chúng ta đã chứng kiến gần đây. Dịch thì nguy hiểm thật sự, nhưng giặc thật sự thì là ai? Đối với tôi, thứ giặc nguy hiểm nhất không phải là dịch, cũng không phải là các thế lực phản động, thù địch, mà chính là bộ máy công quyền đang dần bị lũng đoạn bởi một số quan thiếu tri thức nhưng lại thừa hãnh tiến và vô cảm trước nỗi khốn khổ của những thân phận yếu thế. Đây mới là đám gọi rằng là bòn rút dần nguyên khí quốc gia, bào mòn niềm tin của nhân dân và sự đúng đắn trong đường lối của chính sách đảng và nhà nước, gây phương hại đến trật tự an ninh của nhà nước.
Và nếu không chấn chỉnh đám quan tặc này thì e rằng dịch chưa qua đi thì lòng dân, lòng người cũng đã tả tơi như là manh áo rách. Đây cũng không phải là ý kiến tồi đâu các bác ạ. Bởi vì chúng ta có thể thấy như thế này, giặc nội xâm rất nguy hiểm. Và tôi thực sự là muốn có nhiều điều chia sẻ mạnh mẽ với các bác hơn. Nhưng mà thời điểm này chắc là nó chưa thích hợp. Thì mà tôi bung ra những cái vụ lớn. Cho nên các bác có thể đăng ký để các bác chờ xem đợt tới như thế nào. Tuy nhiên giặc nội xâm thực sự rất nguy hiểm. Đó. Và những cán bộ như là những cái người mà các bác có thể thấy là gần dân nhất mà họ lại có những cái hành xử như vậy thì rất khó có thể chấp nhận. Nhưng bên đó thì có rất nhiều điểm sáng. Tôi nói thật sự với các bác là thế. Tình người trong đại dịch, các y bác sĩ mà nhiều người gọi là thiên thần áo trắng ngày đêm chống dịch. Và có nhiều người vừa rồi nhá, tôi xin chia sẻ với các bác là họ được phép về. Bởi vì đã 6-8 tháng vừa rồi họ đâu có ở nhà đâu. Lúc thì ở Bắc Giang này, lúc thì bây giờ bay vào thành phố Hồ Chí Minh này, rồi gồng mình chống dịch. Nhưng mà khi họ được về cái thì họ bảo họ không về, họ vẫn tiếp tục. Khi nào hết dịch họ mới về. Có những lời khẳng khái mà nghe xúc động đến tận tâm can luôn. Và cán bộ thì cũng nhiều người tốt lắm. Tôi nói thật với các bác là thế. Đơn cử như là vị cán bộ này, buổi sáng tôi định chia sẻ lại các bác á, nhưng mà không hiểu thế nào mà lại không chia sẻ, không tìm được, thì tôi xin phép là gửi cho các bác cái này để đâu. Từ 0 giờ đến nay đã không cho, đi qua đã không cho rồi. Mà công an thị xã với lại phóng viên ghi hình trên quốc lộ 51 từ Biển Xuân đến ngay đường dài Phú Mỹ rồi. Mà họ đến đây còn ghi hình, họ vào và làm như bản mình là mất hết 14 triệu tiền phạt đó. Không phải luôn. Ở đây là công an phường đến động viên nhắc nhở mình thôi, chứ mình cũng không phải là muốn phạt đâu. Nhưng vì cái trách nhiệm công an thị xã, họ đã đi kiểm tra ghi hình của những phóng viên á, ngày đầu thực hiện chỉ thị 16 là họ làm mạnh lắm á. Dạ. Nên mình chịu khó mình đóng cửa đi, chứ mình bán mình cái tiết tình lại mất 14 triệu đó. Dạ. Anh nhắc nhở mình vậy thôi, chịu khó nha. Dạ, dạ. Rồi, đóng cửa đi. Dạ. Đó. Thay vì một cái điều gì đó thì vị công an này có được thiện cảm rất lớn của nhiều người. Bởi vì đơn giản rằng là anh ấy động viên nhắc nhở mọi người, chứ đâu có phải hạch sách đâu. Cái nhân văn trong hành xử rất quan trọng. Luật thì là luật, trật tự kỷ cương là trật tự kỷ cương, nhưng mà đối xử với nhau cố gắng nhân văn nhất có thể. Mà chúng ta hay có câu rằng có lý có tình. Đó, đạo đức xã hội nền tảng ở đây. Bây giờ thì tôi cho rằng là bây giờ bắt đầu có cái sự phân hóa rồi. Đó là tín hiệu rất là tốt. Phân hóa là gì thì tôi xin chia sẻ với các bác thế này. Trong cái thời kỳ 10 năm ấy, mà tôi hay nói ấy, mà tôi bảo rằng là phải đến 50 năm may ra thì mới trị được hết. Thì trong cách hành xử, đạo đức nó bị xuống cấp một cách nghiêm trọng. Người ta nhìn nhau bằng toàn bằng đồng tiền, bằng đô la, bằng nhà, rồi bằng xe cộ. Nhưng người ta đâu nhìn nhau bằng đạo đức và sự tử tế đâu. Thế cho nên rằng là cái hậu quả đó nó để lại ở trong văn hóa xã hội ấy, mới làm cái điều kinh khủng. Kể cả showbiz cũng thế. Và tôi nhất quán theo cái làm của mình. Nhưng bây giờ các bác có thể thấy này này, cán bộ xấu, cán bộ không tử tế bị lộ ra rất là nhiều. Lộ ra rất là nhiều. Vị phó chủ tịch phường kia của Khánh Hòa cũng bị lộ ra rồi đấy, Nha Trang đấy cũng bị lộ ra rồi đấy. Nhưng những vị tốt cũng lộ ra rất là nhiều. Như vị chủ tịch của Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang đấy, đến tận nơi để xin lỗi. Đó, họ có ngại là xin lỗi đâu. Đó. Rồi như anh công an vừa rồi đó. Các bác có thể thấy người dân cần đối xử một cách tôn trọng, trân trọng, chứ không phải bằng cách cửa quyền nào đó. Đó. Thì bắt đầu có một cái nhìn ra. Và đương nhiên xã hội người ta sẽ nhìn vào những điều tích cực như là anh công an này, và phê phán những cái tiêu cực như là vụ bánh mì hay là vụ shipper, đúng không ạ? Đó. Cho nên là tôi thấy rằng là đó là một tín hiệu rất là tốt, chứ không phải là không đâu. Chúng ta vẫn đồng lòng chống dịch, nhưng chúng ta vẫn phải có những cái vừa mà chỉnh sửa đó, chứ không phải thành một cái gì đó nó, như tôi nói, nó bị vỡ ra, u nhọt nó vỡ ra, thì lúc đó sửa gì thì nó mệt lắm. Và bây giờ như hứa với các bác ấy, theo bài viết vừa rồi thì đằng sau lại là lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ năm 2012 nhìn thẳng vào vấn đề để mà làm. Cảm ơn tất cả các bác nha. Thứ nhất là quan hệ, thứ nhì tiền tệ, thứ ba hậu duệ, thứ tư đến trí tuệ. Mình nói thẳng với nhau đi, các đồng chí nghe cả rồi đấy, lần tránh làm gì. Nó là cái gì nghe mà vô cảm, nghe mà không giật mình. Tại sao trong này người ta lại nói rằng là vô cảm trước những cái dân dư luận, những cái đau khổ của dân?
nói đến cái mức là thôi người ta bây giờ tê liệt cái dây thần kinh xấu hổ rồi. Toàn ngôn ngữ đời thường người ta nói đầy ngoài đường, ngoài. Thế mình có suy nghĩ được, mình là những người cộng sản. Học tập làm gương tấm gương đạo đức Bác Hồ. Phong cách thì quan liêu, quan giản. Rất nhiều lần tôi đi cơ sở tôi vẫn nói với anh em cán bộ xã. Ra thăm đồng, dân thì trồng nông đang cấy ở bên dưới. Mặc con lê đi giày có người chê ô chứ. Thế Bác Hồ làm thế. Mà cứ hô khẩu hiệu là học tập làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Một cái việc là bảo phải đổi mới phong cách đi, xuống gần với dân đi. Cứ nhiệt liệt chào mừng các đồng chí về thăm làm việc. Dân phải biết nghe dân. Người ta không phải nói cái chuyện nó tốn kém. Ở cái phong cách, đồng chí tỉnh xuống huyện cũng thế. Hôm nào tôi phải nói một vài đồng chí nhiệt liệt chào mừng đồng chí về để chúc Tết anh em. Có phải không ạ? Cái đó có phải là phong cách không? Học Bác Hồ thì học luôn đi chứ, cơ chế gì, tốn tiền tốn của gì. Mà hiện nay ở dưới tỉnh một số nơi vẫn có. Tổng Bí thư khẳng định rõ, việc thực hiện nghị quyết là không có tính nhiệm kỳ và phải được xác định rõ lộ trình thực hiện. Bàn về cách làm, Tổng Bí thư kêu gọi mỗi người, mỗi cán bộ, đảng viên ở từng cương vị, chức trách của mình hãy tự giác kiểm điểm lại mình, đánh giá đúng sự thật, khách quan, không nể nang, né tránh để góp phần xây dựng đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thật sự là đảng cách mạng chân chính. Cách làm thứ nhất, không chờ phải mở hội nghị, không chờ cơ chế chính sách, chờ hướng dẫn gì. Từng đồng chí bây giờ xem lại mình luôn đi. Đấy, cách làm thứ nhất. Chờ gì nữa, cứ mang nhau ra kiểm điểm mới hay à? Nếu qua hội nghị này rồi mai kia các đồng chí quán triệt bên dưới tất cả đồng tình, từng đồng chí tự kiểm điểm mình luôn. Ở đấy trên những điểm này mình thử soi mình xem, đơn vị mình xem, gia đình mình xem, con cái mình xem, điều chỉnh được ngay thôi, thế là tốt nhất. Kêu gọi lòng tự giác. Còn chờ để đến khi đưa ra rồi để xử lý kỷ luật thì thưa các đồng chí đấy là hạ sách. Chờ phải pháp luật xử lý là hạ sách. Pháp luật là tối thượng, nhưng mà nhân văn mới là quan trọng. Pháp trị như phải có đức trị. Người ta Á Đông ra thế. Thế Bác Hồ ngày xưa thì có bao nhiêu luật, mà một tấm gương của Bác thôi, một động tác, một việc làm của Bác thôi, nó có sức mạnh biết bao nhiêu, nó thiêng liêng biết bao nhiêu, có chiều sâu xa biết bao nhiêu mà người ta vô cùng kính trọng, bền vững. Luật pháp có khi còn đẻ số ra, mai kia còn hậu cái luật pháp còn thù oán nhau còn mãi. Nói là pháp lý nhưng mà phải đạo lý nữa. Cái này luật pháp không cấm tôi được làm, như có cái pháp luật không cấm nhưng mà đạo đức không cho phép làm, đạo lý dân tộc không cho phép làm. Thì cái nào thiêng liêng hơn, cái nào sâu xa bền vững hơn, cái nào niềm tin vững chắc hơn. Cho nên tôi vẫn cứ nói đi nói lại, chẳng chờ phải gì cả, ngay bây giờ chúng ta tự điều chỉnh lại mình đi. Có chạy trọt gì không? Quả cáp biếu xén với gặp ý gì? Có tư túi lợi ích nhóm không? Có cục bộ không? Có trung thành với đảng? Có thật lòng trong sáng không?